Ngày 3, Đức Mẹ La Caronne, Paris. Trong Thánh Kinh có ghi lại 7 trường hợp Đức Maria đã lên tiếng. Mẹ đã đối đáp 2 lần với Đức Tổng Thần: "Làm sao điều này có thể xảy ra vì tôi không biết đến người nam?" Và sau đó: "Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy nên trọn nơi tôi theo lời Ngài truyền." Mẹ cũng nói 2 lần với bà Elizabeth, lần đầu để chào bà, lần sau là bài Magnificat. Đức Maria cũng trao đổi 2 lần với Chúa Giêsu con mẹ, một lần trong đền thờ: "Này con, sao con lại làm như thế với chúng ta? Này đây, cha và mẹ phải phiền não tìm con." Và tại tiệc cưới Cana, Đức Maria chỉ nói: "Họ hết rượu rồi." Sau cùng là lời mẹ căn dặn các gia nhân: "Người bảo gì, hãy làm như vậy." Đó là những lời chúng ta nên ghi nhớ. Mẹ đã hạ sinh, dưỡng nuôi người. Joseph E. Menton, CSSR.